Anh cấp phép, tại Việt Nam thì cũng giống như vậy. Tôi thừa nhận là mình đã rất là thiếu sót, cũng có chút tham lam, mình đã không có nghe những cái lời cảnh báo từ những cái kênh chính thống. Tôi và cả người chị của tôi cũng cái người